tốt những con giáp đổi đời, vận đỏ như son, tiền bạc ùn ùn kéo về triệt két trong tháng 7 âm lịch năm 2024. Từ đầu năm đến giờ, những con giáp này đã bị cuộc đời vùi dập, vận đen, đeo bám, liên miên, khổ tận cam lai, ra đường thì mất tiền, tình yêu đổ vỡ, bị người thân hiểu lầm và bị bạn bè xa lánh. Thế nhưng, chỉ cần bước sang tháng 7 âm lịch năm 2024, thì cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới, vận xui đi qua, vận may cứ ùn ùn kéo tới, làm gì cũng được thuận lợi, may mắn và thành công. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À thưa quý vị, à, con giáp may mắn đầu tiên được tử thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong tháng 7 âm lịch, không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Ngọ. À thưa quý vị, Nói chung ấy, trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn thì những người tuổi ngọ được lưu niên nó hỗ trợ Vậy nên là con giáp này sẽ hiểu thấu được mọi vấn đề nó đang diễn ra Thậm chí là với cái cách xử lý từ tốn của các bạn còn có thể ghi điểm với những cái đối tác khách hàng khác Các bạn sẽ được xoay chiếu để dẫn đường chỉ lối đạt được những cái thành công xứng đáng đến với mình Vậy nên những người tuổi ngọ hãy tận dụng cái cơ hội này để tiến xa hơn nữa trong công việc ở tương lai các bạn rất giỏi trong cái khoản thể hiện cái bản thân và xúc tiến công việc được hiệu quả hơn đó chính là cái kỹ năng lãnh đạo cần thiết để tự tin dấn thân vào cái vai trò mà các bạn đang chờ đợi à, các bạn sẽ liên tục suy nghĩ về cái sự nghiệp và cái con đường mình sẽ đi trong tương lai thì ngoài ra những cái dự án những kế hoạch bị đình trệ trước đây cũng sẽ có cơ hội được khôi phục và phát triển một cách mạnh mẽ đặc biệt có người cũng sẽ gặp được quý nhân nâng đỡ mở ra nhiều cái cơ hội mới hơn đối với những người tuổi ngọ. Bên cạnh đó, xét về cái mặt tài lộc ấy thì nhờ có chính tài nó nâng đỡ nên là những người tuổi ngọ sẽ gì dễ dàng à, trở nên sáng suốt hơn trong các quyết định liên quan đến với cái việc tiền bạc. Cái phương diện tài chính của những người tuổi ngọ lúc này cũng cực kỳ là tốt. À, nhờ có quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên mọi việc nó được hanh thông thuận lợi và những cố gắng trong suốt thời gian của các bạn cũng đã được ghi nhận một cách xứng đáng thậm chí những người tuổi ngọ còn nhờ cái trực giác nhạy bén của mình có thể hỗ trợ cho ai đó thoát khỏi những cái tình trạng khó khăn về mặt tài chính giúp người ta bảo toàn cái mặt tiền bạc về mình bên cạnh đó trong thời gian này có cái sao nhất bạch nó bay về phương tây bắc à, vậy nên cũng là cái thời điểm tốt lành để mang đến cái điểm báo quý nhân hỗ trợ cho cái công việc của những người tuổi ngọ có thể là gì tiến hành được trôi chảy hanh thông giao dịch hay là ký kết hợp đồng đều được thu về những cái kết quả tốt lành hơn bên cạnh đó à, thì về cái mặt tình duyên ấy, thì những người tuổi ngọ các những mối nhân duyên tốt đẹp cứ thế mà đến để cho những người tuổi ngọ có thể lựa chọn những người phù hợp hơn với mình đời sống tình cảm sẽ có những cái tín hiệu tích cực những ai mà đang độc thân nếu mà đã có một cái đối tượng phù hợp thì các bạn nên tận hưởng cái quá trình à, tìm kỳ tìm hiểu thay vì cái quyết định quá vội vàng quý vị nhé còn với những cặp đôi đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để quý vị cùng nhau thực hiện những cái điểm mới mẻ và tạo dựng những cái kỷ niệm mới ở bên nhau à, các cặp đôi trở nên hài hòa hơn vui vẻ hơn trong cái chuyện giao tiếp khi mà hai người luôn tôn trọng ý kiến của nhau thậm chí có người còn hỗ trợ để giúp nửa kia của mình cảm thấy là yên tâm hơn khi mà theo đuổi cái tham vọng và cái đam mê của họ hơn nữa về mặt sức khỏe của những người tuổi ngọ trong thời gian này ấy, thì nói chung ý, quý vị cũng phải thường xuyên di chuyển hối hả trong công việc nên là bản mệnh cũng khá là vất vả thậm chí một số người còn có thể gặp cái tình trạng là suy nhược về cơ thể à, có thể các bạn sẽ tham công tiếc việc quá mà không quan tâm đến cái tình hình hiện tại sức khỏe của mình quý vị đừng quên chăm sóc sức khỏe một cách đúng đắn vì các bạn hiểu rõ được cái sự liên quan giữa bản thân với cái công việc ý. vậy nên trong thời gian này quý vị cũng cần phải cân đối sao cho hài hòa và hợp lý quý vị nhé bên cạnh đó trong tháng này có nhiều cái lý do để cho những người tuổi ngọ thúc đẩy cái tình hình tài chính của mình ấy à, và thúc đẩy những cái thói quen lành mạnh quý vị hãy tận dụng cái năng lượng kỷ luật này để nâng cao cái thói quen tập thể dục thể thao cải thiện cái chế độ ăn uống để nâng cao sức khỏe bên cạnh đó để tăng cường cái cát vận cho mình thì trong thời gian này những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tốt để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi tí. À, thưa quý vị, nói chung ấy, xét về cái sự nghiệp của những người tuổi tí trong cái tháng 7 âm lịch ấy, thì mặc dù là cái tháng cô hồn nhưng mà đây là một cái tháng mà tình hình làm ăn của những người tuổi tí nhìn chung cũng sẽ khá là thuận lợi vận trình thì Hanh thông lại được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ vậy nên là quý vị còn có thể phát đạt đặt chân đến những cái bước tiến thành công hơn trong tương lai bên cạnh đó những người tuổi tý vốn là những người chăm chỉ kiên trì và có cái tinh thần trách nhiệm cao nên tháng này cũng thường xuyên được đảm nhận những cái vị trí quan trọng trong công việc Ở nhìn chung ấy, thì cái sự vất vả của các bạn có thể được tăng bị tăng lên gấp đôi gấp ba so với bình thường nhưng đó cũng là cái cơ hội để các bạn chứng tỏ bản thân các bạn sẽ không biết mình có thể là tiến xa đến mức nào đâu nếu như mà quý vị không gì không không có áp lực cũng như là không có cái cơ hội để mà thể hiện à, quý vị những người tuổi tý là những người mà luôn có cái sự độc lập nhất định trong cách làm việc vì thế mà không hề ngại khó khăn hay bất cứ cái trở ngại nào cả nhờ thế mà các bạn có thể giành được những cái thành tích đáng nể cho dù là không nhận được cái sự hậu thuẫn từ quá nhiều người bên cạnh đó những người tuổi tý cũng cho thấy trong thời gian này các bạn không sợ gian nan thậm chí là sẵn sàng đối mặt với cái vấn đề để mà xử lý chúng tận gốc cái thái độ làm việc tích cực này cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao tuy nhiên ở một cái khía cạnh nào đó thì những người tuổi tý cũng có phần là hiếu thắng thích thể hiện cái tôi nên là không phải ai cũng thích chính vì vậy mà có một số kẻ gì cố tình nói xấu đâm lén sau lưng À, do đó tốt nhất là quý vị cũng nên là gì không nên tin tưởng ai quá mức ngoài bản thân mình ra lúc này bên cạnh đó thì cái công việc nó hanh thông nó cũng sẽ kéo theo cái vận trình tài lộc của những người tuổi tý à, được gì quý nhân tương trợ giúp đỡ và trong thời gian này cái lưu niên nó cũng hỗ trợ thì đây cũng là cái cơ hội tốt để cho những người tuổi tý à, nói chung ấy gặp cái vận hạn vận may tốt cái vận may nó ghé thăm những người tuổi Tý hỗ trợ cho các bạn có thể gì làm tăng tiến cái công danh tiền bạc. Các bạn luôn không ngừng khai thác những cái cơ hội để kiếm tiền nên là có được cái thành quả này cũng không phải là cái điều gì lạ cả. À, thêm nữa trong thời gian này những người tuổi Tý hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một cái vài cái món đồ mình thích. À, đừng có quá gì chắt bóp chi tiêu quý vị nhé. À, khi mà quý vị chi cho bản thân thì quý vị sẽ lấy được lại được cái năng lượng và lấy được cái niềm cảm hứng để mà để mà cống hiến cho công việc và cái tiền bạc nó cũng sẽ được tăng lên mỗi ngày thậm chí một số người còn để dành được một số cái tiền tích lũy đủ lớn để mà mua nhà, tậu xe à, và gì để nâng cao cái cuộc sống của mình lên một cái tầm cao mới tuy nhiên các bạn chỉ nên dùng số tiền đã để ra trong cái kế hoạch mà thôi à, nếu mà mua sắm quá tay thì quý vị cũng sẽ phải gồng mình lên để mà trả nợ quý vị nhé. À thưa quý vị, những cái nỗ lực, những cái cố gắng trong công việc của những người tuổi Tý cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Thế nên à, có thể có người sẽ nhận được những cơ cơ hội được thăng tiến, tìm thấy những cái nguồn thu nhập mới. Cái việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng đang có những cái à, sự thuận lợi nhất định và mở ra nhiều cái cơ hội để mà trở nên giàu có sau một đêm. À bên cạnh đó cái vận trình nhân duyên của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng sẽ được êm đẹp nhờ có cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ mà nó dành cho các bạn những cái trải nghiệm ngọt ngào thú vị uh, trong cái tình yêu mà ít người có được cái sự cảm thông của những người tuổi Tý uh, thực sự đã gì làm cho bạn đời của mình ra gì có những cái niềm an ủi lớn khi mà phải đối mặt với những sóng gió những cái khó khăn trong cuộc sống quan trọng nhất trong tình yêu vẫn là phải có sự thấu hiểu và bao dung cho mình. Các bạn càng nhận rõ cái giá trị của những cái điều đó, thì các bạn sẽ có được những cái tháng ngày hạnh phúc êm đềm bên những người mình thương yêu. À, những cặp đôi có thể đẩy lùi cái sự đơn điệu trong cái thời gian này bằng cách lên những cái ý tưởng giúp các bạn và người ấy có cuộc sống luôn có những cái điều hay ho, thú vị để cùng nhau khám phá. Nếu mà có thể, hãy sắp xếp một những cái chuyến đi ngắn hạn cuối tuần để có những cái trải nghiệm mới mẻ bên nhau quý vị nhé. À, trong thời gian này, lời khuyên dành cho những người độc thân là nên học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc chính mình thật tốt cũng là một cách để các bạn thu hút những cái mối quan hệ tốt đẹp đến với mình. Thậm chí, có những hôm mà bạn thấy vui là ngay lập tức cũng sẽ được mời đi hẹn hò hay là mời đi ăn uống, giao lưu vân vân đó à, Bên cạnh đó, thì chúng ta xét về mặt sức khỏe thì chúng ta thấy rằng trong cái tháng 7 âm lịch, cái khía cạnh sức khỏe là một trong những cái vấn đề khiến cho những người tuổi Tý phải lưu tâm lo lắng trong cái thời gian này. À, trong thời gian này thì có các hung tinh nó chiếu mệnh nên là quý vị dễ bị mắc các bệnh liên quan đến tim đến mắt, à, tránh làm việc hay là đau động quá sức quý vị nhé. Quý vị nhớ rằng công việc có quan trọng đến đâu đi chăng nữa thì công cũng không thể nào sánh được với cái sức khỏe của các bạn. Vậy nên khi mà cảm thấy có những cái biểu hiện không tốt thì quý vị nên dừng lại công việc để được gì hoàn toàn nghỉ ngơi quý vị đừng lo lắng sẽ lười vì những người có tinh thần như những người tuổi Tý thì gì mỗi khi có việc quan trọng là các bạn lại tập trung hết sức để mà xử lý vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và giúp cho cái vận trình cũng được khanh thông hơn thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tí quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong cái tháng 7 âm lịch không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi mùi. À, thưa quý vị, nói chung ý, về sự nghiệp của những người tuổi mùi trong cái tháng 7 âm lịch này ý, thì quý vị có được cái chính quan nó tương trợ nâng đỡ nên là bản mệnh sẽ có những cái bước tiến thận trọng, khôn ngoan và liên quan đến công việc của mình. Nhìn chung thì những người tuổi tuổi mùi trong thời gian này thì hoàn toàn có thể an tâm. Quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất đang đến và biến những cái ước mơ của mình thành hiện thực quý vị nhé. Hứa hẹn trong thời gian tới, những người tuổi mùi cũng sẽ hoàn toàn À, thì hoàn thành những cái mục tiêu đã đặt ra bằng cái sự nhẹ bén chăm chỉ và cái sự cầu toàn. À, các bạn sẽ cảm thấy là nhẹ nhõm vui vẻ hơn khi mà có ai đó tha thứ cho mình ở trong những cái lỗi lầm hoặc là vô ý mà phạm phải. Quý vị hãy nhớ cái điều này để ứng xử với những người khác tương tự như vậy. Thay vì là một cái phê bình khó tính gây áp lực cho người khác, thì quý vị cũng có thể là gì? dành thêm thời gian đầu tư sức lực của mình cho điều gì đó có mục đích tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì nói chung cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mùi trong thời gian này thì cũng sẽ gì? À, được cái cục diện ngũ hành tương sinh Mùi thổ thân kim là tương sinh. Vậy nên là dự báo là tài lộc trong cái thời gian này cũng vượng tiến. Cái con số tài khoản ngân hàng của những người tuổi Mùi cũng tăng lên từng ngày, có thể lên đến 9 10 con số. Nhất là những ai mà đang có tầm nhìn xa À, kinh doanh những mặt hàng à, đúng vào cái xu hướng thì sẽ càng đạt được cái lợi nhuận đáng ngưỡng mộ hơn nữa những người tuổi Mùi cũng đang có một cái số phát tài phát lộc có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền để dễ dàng và thuận lợi hơn à, không gặp những khó khăn nào đáng kể khi mà được gì quý nhân tương trợ giúp đỡ thời gian này bản mệnh cũng sẽ có xu hướng mua sắm nhiều hơn cho các sở thích cá nhân các bạn tin rằng đó là cái cách để tận hưởng chút cái thành công mà mình đã vất vả suốt từ đầu năm đến giờ À, tuy nhiên quý vị cũng đừng quá xa đà vào cái việc mua sắm nhé, cần phải cân đối thu chi một cách hợp lý để giữ gìn tiền bạc cũng như là công sức lao động của mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này cái vận trình tình duyên của những người tuổi mùi cũng có những cái bước tiến vững chắc, à, tình cảm thấy hanh thông. À, thực ra ấy, thì những người tuổi mùi cũng đã xây dựng được những cái à, mối quan hệ tự tin nhất định, nên là dù người ấy có ra sao ấy, thì cũng gì à, không phải cái vấn đề quá lớn. Nhìn chung bằng cái sự độc lập tự tin các bạn sẽ biết nêu lên những cái vấn đề gì mà để cải thiện cái vận trình tình cảm của mình, Giúp cho vận trình đi đúng hướng hơn. hơn. À, chính cái thái độ này của bản thân uh, mà các bạn luôn tìm ra được cái hạnh phúc cho mình và người ấy luôn có cái sự gì tự do để mà thể hiện bản thân. Cái chuyện tình cảm của những người độc thân trong thời gian này cũng đang bước vào cái giai đoạn cũng khá là tốt đẹp. Những ai mà còn độc thân thì cũng sẽ không lo, lo lắng quá khi mà À, cái tình duyên của quý vị cũng đã, đã đã bắt đầu đến và tìm được một cái nửa yêu thương à, trong các cuộc hẹn đó hoàn lãng mạn à, các bạn sẽ thể hiện được cái sự điểm tĩnh nhẹ nhàng đừng có bộc lộ hết các ưu điểm cũng như là các nhược điểm của mình ra thêm nữa trong thời gian này cái vận trình sức khỏe của những người tuổi mùi ấy thì cũng cần phải quan tâm nhiều hơn à, trong cái tháng 7 âm lịch tuổi mùi nên quan tâm đến các bộ phận liên quan đến chức năng hô hấp À, nên ăn hay là uống các loại quả màu đen Vì chúng có nhiều cái chất bổ dưỡng Đấy, cho phổi Đấy. Một số các bệnh theo mùa có thể là phát sinh trong thời gian này Vậy nên những người tuổi mùi cũng nên thận trọng Ăn ngủ đủ đủ giấc khoa học à, Nó sẽ giúp quý vị tăng cường cái hệ miễn dịch Tăng cường cái sự đề kháng quý vị nhé Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc trong thời gian này Cũng như là bảo vệ những cái thành quả lao động của mình ấy, Thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ Mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta xét con giáp may mắn thứ tư thì không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ đúng không ạ? Những người tuổi tỵ trong tháng 7 âm lịch may mắn được cục diện là tỵ và thân là lục hợp đúng không ạ? và trong thời gian này những người tuổi tỵ lại có cát tinh chiếu mệnh nó đặc biệt tốt cho những người tuổi tỵ trên khía cạnh công việc à, những kẻ mà từng xem thường các bạn thì nay cũng phải dè chừng nói chung ấy, những người tuổi tỵ sẽ đón cái vận trình với những cái tín hiệu tích cực trong cái sự nghiệp có thể là một cái chức vụ hay là một cái cơ hội để cho quý vị thể hiện bản thân cũng như là thu về những cái vị trí như mình mong muốn nhờ cái lối suy nghĩ thông minh cẩn thận và đúng đắn những người tuổi tỵ cũng sẽ đạt được những cái thành tích nổi bật bầu không khí thì cũng thoải mái ở cái nơi làm việc giúp cho các bạn tập trung và mang về cái hiệu suất công việc được tăng cao à, tuy nhiên đôi khi thì các bạn vẫn có cái cảm giác là trống rỗng trước những cái lời khen ngợi của những người khác điều này cho thấy thành công đang có không phản ánh đúng cái con người của các bạn đã đến lúc các bạn cần học cách lắng nghe mình nhiều hơn từ đó sẽ có cái cách điều chỉnh cuộc sống theo cái đúng cái chiều hướng phù hợp hơn Bên cạnh đó, các bạn cũng nhớ rằng cái khái niệm thành công của mỗi người là khác nhau. Các bạn uh, chưa tìm được ra cái sự đam mê thật sự thì cần phải luôn cố gắng, nỗ lực hơn nhiều nữa. Nếu như các bạn không chắc chắn về cái hướng đi, hãy tiếp tục tiếp xúc với những người mà trong lĩnh vực của mình ấy, để quý vị có thể mở rộng cái mạng lưới và tìm kiếm cái cơ hội mới. Nói chung ấy, trong thời gian này, đặc biệt là tháng 7 âm lịch này, ấy, thì các bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng được tái tạo và các bạn trở nên hào hứng hơn làm việc gì cũng sẽ dễ đạt được cái sự hanh thông và may mắn bên cạnh đó cái vận trình tài lộc của những người tuổi tỵ trong thời gian này cũng nhờ có thiên tài chiếu mệnh mà các bạn cũng sẽ gì tìm ra được cái con đường đi đến cái thành công nói chung ý, tình hình tài chính của những người tuổi tỵ cũng được khởi sắc đáng kể công việc thì thuận lợi mang về cho các bạn cái khoản tiền bạc và những những cái thu nhập nó, nó không ngờ nó kéo đến một số người còn may mắn có cơ hội trúng số đổi đời, khiến cho cái vận trình nó ngày một thăng hoa rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, trong cái tháng 7 âm lịch này thì những gì mà quý vị đang gặt hái được hoàn toàn là giúp cho những người tuổi tỵ có cuộc sống giàu sang phú quý. Nếu mà muốn tự thưởng cho mình một cái món đồ nào đó thì quý vị có thể là gì? Thực hiện ngay lúc này nhé. Đây cũng là cái khoảng thời gian hoàn hảo để các bạn khởi động những cái dự án kinh doanh cá nhân cái việc thể hiện bản thân và thu hút những cái gì mà bạn mong muốn ấy đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, à, những cái gì mới mẻ đều có thể gặp phải những cái cạm bẫy. Do đó, các bạn nên gì tiến hành mọi thứ từng chút từng chút một, đừng có quá tham lam hay là quá gì tin tưởng vào những cái năng lực của mình các bạn nhé. Trong thời gian này, công danh thì thuận lợi, tài lộc thì hanh thông, tiền bạc thì ùn ùn kéo đến. Tình duyên của những người tuổi Tỵ cũng khá là ổn khi mà được cục diện lục hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi Tỵ cũng sẽ hòa hợp với bạn đời của mình hơn. À, những người độc thân thì cũng sẽ sẵn sàng tìm được những cái mối quan hệ mới. Nhờ các mối quan hệ giao tiếp trong công việc, thì quý vị cũng tình cờ tìm được những cái mối lương duyên tốt lành của mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người đã có gia đình ấy, thì cũng đã biết chăm sóc, yêu ái đến cái đối tượng của mình hơn biết đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ vì vậy mà cái chuyện tình cảm của những người tuổi tỵ nó cũng đang có những cái bước tiến lớn thành công hơn mong đợi à, còn về mặt sức khỏe thì trong thời gian này thì quý vị quý vị lưu ý là đến sức khỏe của bản thân nhé nên tích cực luyện tập thể dục thể thao ăn hoặc là gì à, có một cái kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý tránh làm việc quá sức kẻo mà bị suy kiệt cơ thể thì lại khổ đúng không ạ và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, à, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ quý vị nhé à, thưa quý vị ở trên đây là bốn con giáp may mắn được thần may mắn chiếu bệnh thần tài gọi tên trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 và trong tháng 7 âm lịch tới đây chúng ta sẽ có bốn con sát được thần may mắn gọi tên dễ có cơ hội trúng số đổi đời đó chính là những tuổi sau một là tuổi ngọ hai tuổi tý ba tuổi mùi và bốn là những người tuổi tỵ rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo